Bài tập chương 4, câu 3. Để nghiên cứu chiều cao của thanh niên lứa tuổi từ 18 đến 22 ở thành phố LX, người ta đo trên một mẫu gồm một số thanh niên được chọn ngẫu nhiên ở thành phố LX. Kết quả như sau. Đơn vị là cm. Cái bảng cho bên đây các em. Tính giá trị trung bình mẫu và giá trị độ lịch chuẩn mẫu. Câu B. Theo tài liệu khảo sát trước đó, chiều cao của những thanh niên lứa tuổi trên tương theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng là mi bằng 166 cm và độ lịch chuẩn sigma bằng 8 cm. Hãy tính xác suất để trung bình mẫu có giá trị lớn hơn 167 cm nếu cỡ mẫu lấy bằng 200. Như vậy thì cái bài này nó có hai phần. Phần câu A là mình chỉ tính giá trị trung bình mẫu và độ lịch chuẩn mẫu dựa vào cái bảng này thôi. Còn câu B là giả sử cỡ mẫu là 200 thì mình tính xác suất để cái giá trị trung bình mẫu nó lớn hơn con số này. Thì trước tiên là chúng ta xử lý cái bảng này đặng mà chúng ta tính giá trị trung bình mẫu và độ lịch chuẩn mẫu. Chúng ta gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của thanh niên lứa tuổi đang khảo sát ở thành phố LX. Chúng ta tính giá trị trung bình mẫu như sau. Thì từ cái máy tính chúng ta nè, mình bấm chế độ menu 6 ha, 61. Thì ở đây là dữ liệu theo kiểu phân lớp, mà để lấy giá trị đại diện của lớp này thì mình lấy trung bình cộng của hai đầu múc. Không? Thì ở đây 154. 154 cộng 158 chia 2. Nếu các em tính nhẩm ra được thì mình tính luôn ha. 158 cộng 162 chia 2 là 160. 162 đến 166 thì mình lấy 164. 166 đến 170 thì mình lấy 168. 170 đến 174 thì mình lấy 172. Lấy giá trị chính giữa đó. 174 đến 178 thì lấy 176. 178 đến 182 lấy 180. Mình nhập cái tần số nó vô. Tần số chỗ này là 10. Tần số chỗ này là 16. Tần số chỗ này là 29. Tần số này là 37. Tần số đây là 15. 10 4. Thì chỗ này khi mà mình bấm phím option này đó thì nó có cái chỗ tính một biến, tính thống kê một biến option nè, số 2. Thì tính thống kê một biến thì nó chỉ ra mình là trung bình mẫu là bao nhiêu luôn, rồi độ lịch chuẩn mẫu là bao nhiêu luôn, và kích thước mẫu là bằng 121. Trong cái bảng này có 121 thanh niên khảo sát. Ngoài ra thì mình có thể tính từng cái giá trị này bằng cách là bấm option nè, mũi tên xuống chỗ biến thống kê đó, biến thống kê số 2. Mình đầu tiên mình chọn số 1 thì nó là trung bình mẫu nè. 166,5455. Đấy, thì giá trị trung bình mẫu là gì? Làm tròn luôn. Rồi giá trị độ lịch chuẩn mẫu. Giá trị độ lịch chuẩn mẫu thì mình có thể bấm nè, option nè, mũi tên xuống nè, số 2 nè. Độ lịch chuẩn mẫu ở trong cái máy này thì nó là số 5 nha, XX nè. Số 5. 5,86252. Làm tròn 3 chữ số này ra nè. Tiếp theo là mình sẽ tính nếu như mà cái mẫu là 200 thì cái ở đây là cái mẫu của mình là kích thước 121 ha. Thì em có thể thấy được ở trong cái máy tính mình kích
thước mẫu là ngay ngay số 6 này, là 121 không. Nhưng mà ta giả sử như nếu như mình lấy mẫu là một một lấy mẫu là 200 thì cái xác suất mà để trung bình mẫu cái giá trị nó lớn hơn 167 là bao nhiêu. Đấy. Thì ở đây mình sẽ sử dụng theo định lý giới hạn trung tâm đó, chúng ta có cái kết quả này. Tức là nếu x là biến ngẫu nhiên có độ phân phối chuẩn và có kỳ vọng là mi và phương độ lệch chuẩn là sigma, thì với cỡ mẫu n thì biến ngẫu nhiên z bằng x ngang là trung bình mẫu đó, trừ cho mi chia sigma nhân k n có luật phân phối chuẩn 0,1. Thì vận dụng cái kết quả này thì chúng ta tính cái xác suất để trung bình mẫu nhận giá trị lớn hơn 167 cm, tức là xác suất để x ngang lớn hơn 167 cm này nó sẽ bằng xác suất để x ngang trừ mi chia sigma nhân k n lớn hơn 167 trừ mi chia sigma nhân căn bậc 2 của n. Và cái số này thì mình tính toán riêng ở ngoài. Cái số này mình tính toán riêng ở ngoài tức là 167 trừ mi. Một trăm sáu mươi bảy trừ mi, mi của mình là 166 đúng không? À, trong cái đề là mi là 166 này. Chia sigma, sigma bằng 8 nhân căn 200. À, kết quả là khoảng 1,77 đó, 1,77. Vậy thì cái xác suất mà x lớn hơn 167 thì nó bằng xác suất z. Xác suất x ngang lớn hơn 167 nó bằng xác suất z lớn hơn 1,77. Và cái xác suất này thì theo công thức của phân phối chuẩn thì xác suất để mà biến ngẫu nhiên z có phân phối chuẩn 0,1 nè lớn hơn 177 thì bằng 1 trừ phi của 1,77, 1 trừ phi. Và ở đây mình tính cái giá trị hàm phi luôn. Để tính giá trị hàm phi ở trong máy tính này thì mình sẽ bấm như sau. Mình bấm chế độ thống kê một biến trước. Bấm AC, sau đó là mình sẽ bấm option nè. Mũi tên xuống. Số 4, số 1. 1,77 đúng không? Bấm 1 trừ nó. 1 trừ. Kết quả là số này. Đấy, thì đáp án của mình là 0,03 0384. Yeah.